Vì sao Hội Anh em Dân chủ bị truy tố về tội hoạt động lật đổ chính quyền? Vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã kết thúc điều tra và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, dự rằng sắp đưa ra xét xử. Còn sau đây là tổng hợp những thông tin liên quan đến vụ án này. Vì sao dàn thủ lĩnh của Hội Anh em Dân chủ bị bắt cùng một lượt và chân dung từng đệ tử của chị Hà Đông Xuyến, nữ ủy viên Trung ương Việt Tân? Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội tuyên bố thành lập Hội Anh em Dân chủ, đưa lên mạng xã hội dự thảo, cương lĩnh, điều lệ và logo. Được biết, Nguyễn Văn Đài đã chi 200 đô la cho một nhân viên của Bộ Xây dựng để thiết kế logo, sau đó in logo vào áo của các thành viên. Trả lời phỏng vấn quảng bá về tổ chức này, Nguyễn Văn Đài tuyên bố Hội Anh em Dân chủ có tên tiếng Anh là Brotherhood for Democracy, viết tắt là BFD. BFD là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. BFD là một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở tại Việt Nam. Do vậy, BFD không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam không có quy định nào cấm công dân Việt Nam thành lập hội trên không gian mạng quốc tế. Đây là tuyên bố công khai. Còn nghe nói điều lệ hội này còn tuyên bố rõ, mục tiêu của nó là liên minh với các tổ chức xã hội dân sự, thành lập tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng chế độ đa nguyên, đa đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Với tham vọng như vậy, dễ hiểu tổ chức này quy tụ những thành phần chống nhà nước cực đoan nhất, toàn có thâm niên vào tù mới được xếp hàng thủ lĩnh của nó. Dưới sự sắp đặt từ đàn chị tài giỏi Hà Đông Xuyến, Nguyễn Văn Đài được giới dân chủ ca tụng về tài năng viết, vẽ, lập dự án xin tiền từ các NGO về dân chủ nhân quyền từ nước ngoài, nên Đài về danh nghĩa chỉ phụ trách tài chính, không làm chủ tịch hội nhưng được xem như lãnh tụ của tổ chức này, nhanh chóng quy tụ được rất đông các cựu tù nhân lương tâm, thực chất là các thành phần lĩnh án theo điều luật 79-88 Bộ Luật Hình sự ra tù. Thế cho nên, Hội Anh em Dân chủ nhanh chóng tăng trưởng, thành viên, kèm theo những hoạt động quảng bá rầm rộ trên khắp đất nước. Đúng như bản báo cáo thành tích mà Chủ tịch Nguyễn Trung Tôn gửi cho Việt Tân gần đây nhất về kết quả đấu tranh dân chủ của tổ chức này, thì từ khi thành lập, xin kể, đã có 9 thành viên nhập kho với mức án khủng, đến nay con số này đã lên tới 18, chưa kể hàng chục nhân sự khác đã nhập kho với các vụ án khác hoặc đã bị triệu tập đồng loạt khắp cả nước. Đã tham gia, đóng góp nhân sự cho các cuộc biểu tình yêu cá, tổ chức hụt cách mạng cá ở miền Trung và hàng chục cuộc biểu tình vì nhân quyền tưởng niệm khắp đất nước. Đã tổ chức hàng chục các cuộc hội thảo kỷ niệm liên quan đến chủ đề nhân quyền, thực chất là các buổi tụ tập cổ động nhau quyết tâm lật đổ chính quyền. Vài ba cuộc có nhân viên chính trị các đại sứ quán Mỹ, Tây Phương đến động viên hứa hẹn bảo trợ. Đã tổ chức hai kỳ đại hội bầu bán nhân sự rất chặt chẽ với các vị trí điều hành từ tổng hội đến đại diện các miền, đến phụ trách các lĩnh vực rất chuyên nghiệp. Hầu hết các chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng, phó đại diện các vùng miền đều được ra tòa với thủ lĩnh khởi xướng Nguyễn Văn Đài lần này. Đã tổ chức 15 khóa học trực tuyến về kỹ năng lật đổ cho các thành viên. Chưa kể đã giới thiệu được cho Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của nó như Voice khá nhiều nhân tố đào tạo thủ lĩnh trong phong trào dân chủ tương lai để đưa ra nước ngoài đào tạo. Trong đó phải kể đến Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Hữu Long hay tham dự các phiên điều trần la lối về nhân quyền Việt Nam tại các diễn đàn, hội thảo quốc tế mà Việt Tân tham gia. Chưa kể đến việc Hội Anh em Dân chủ còn tổ chức được hàng loạt hội nhóm ngoại vi giống mô hình của Việt Tân, lôi kéo giới trẻ trên mạng như Diễn đàn Vì Tương lai Sinh viên Việt Nam hay kênh truyền thông Lương tâm TV. Các thành viên tham gia, điều hành các mảng của Hội Anh em Dân chủ đều được Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển trả lương, kinh phí rất hậu hĩnh. Dễ hiểu vì sao ông Nguyễn Quang A, kẻ nhiều lần tham dự buổi hội họp kỷ niệm ngày thành lập hay tuyên bố cho ra đời tổ chức ngoại vi mới của Hội Anh em Dân chủ, đã tấm tắc khen Hội Anh em Dân chủ được tổ chức chặt chẽ với giọng đầy tiếc nuối. Chính vì lý do này mà quy mô số lượng thành viên của Hội Anh em Dân chủ sắp ra tòa tới đây rất hùng hậu, chắc chỉ thua dàn đàn em của chính phủ Đào Minh Quân. Dự rằng bản án không hề nhẹ vì trừ Lê Thu Hà, toàn những kẻ đã có thâm niên đi tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia nên sẽ không có sự khoan hồng nào mà chỉ có tình tiết tăng nặng.